Thiết nghĩ các người đều từng nghe nói sau trong cấm địa yêu thần có một mộ rồng nhỉ? Tất cả long tộc sau khi chết đều sẽ an táng ở trong mộ rồng đó. Trong mộ rồng chẳng qua chỉ có 5.000 bộ lông cốt, căn bản không đủ dùng đâu. Không, sau trong mộ rồng có một nơi, chỉ riêng cảnh giới võ thần thì có 23 bộ, lông cốt cấp bậc đại đế càng nhiều vô kể, hoàn toàn đủ dùng. Vậy chúng ta làm sao mới lấy được số lông cốt này đây? Cưỡng chế đánh vào là chắc chắn không có khả năng, dù là Nam Thiên Môn cũng không dám dễ dàng xông vào mộ rồng, nếu không sẽ chỉ rơi vào kết cục không chết thì trọng thương. Không sai, cơ hội duy nhất của các người chính là lúc mộ rồng mở ra vào 7 năm sau, cấm địa yêu thần chọn lựa truyền nhân. Đến lúc đó, từ Nam dẫn ta lẫn vào trong đó. Với long thần chi lực của ta và bản nguyên đế lực của hắn, có thể mở ra cánh cửa của rồng, đi vào nơi sâu nhất ở mộ rồng lấy lông cốt. Vậy thì quyết vậy đi. Vậy Đoạn Thiên đạo hữu, ta và Võ Duyên tìm đủ các thứ khác trước, rồi cùng với ngươi đi hàng phục cấm diễm hư không thì như nào chứ? Không, chuyện quan trọng nhất hiện nay không phải là gom đủ những thứ này, mà là nâng cao cảnh giới của Tần Nam. Theo tính toán của ta, cho dù Tần Nam về sau trở thành dạng cổ đệ nhất thần, nếu không nâng cao bản nguyên đế lực và cảnh giới thì không thể trả được ý chí của Thí Long Diệt Đao Chu Tiên Thương, cũng không thể cầm nó lên luôn. Điều này cũng khó quá rồi, cảnh giới không phải thứ có thể tùy tiện nâng cao. Không, ta biết một cách, nhưng ở Đại Lục Thương Lam chắc chắn không được rồi. Chỉ khi phá được sinh tử, nghịch chuyển âm dương, vượt qua cổ tà, hồn nhập cửu thiên thì mới có một tia hy vọng. Hồn nhập cửu thiên sao? Không được, trước kia cũng có không ít cường giả đều thử thông qua vượt sâu cổ tà tiến vào cửu thiên, kết quả thì đã chết không đó. Nhưng một sợi tu luyện chân đế mà mạt pháp nắm giữ chính là có được bằng cách đó. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Lời này rất đúng, xin tiền bối nói cho ta biết, lúc đó mạt pháp tiền bối làm sao đi vào cửu thiên đây? Đầu tiên, ngươi phải khiến nhục thân của mình rơi vào bờ vực tử vong, sau đó dựa vào bồ đề ngọc hồn thụ khiến linh hồn thoát ly. Nhưng trong này một khi xuất hiện bất cứ sự cố nào, linh hồn nhục thân sẽ không tồn tại nữa. May mà mạt pháp sớm có dữ liệu về điều này, vậy nên ngoài để lại cho ngươi tiên thiên kiếm thai và phản thiên binh ra, còn nhờ ta giao một môn tâm pháp cho ngươi. Sau khi tu luyện thành công tâm pháp này, linh hồn của ngươi sẽ mạnh hơn không ít, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn. Mai pháp kiếm thần thiệt là chu đáo. Tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài đâu. Trần Nam, ngươi trước tiên đừng vội đưa ra quyết định. Bình thường hay nói, một ngày trên trời bằng một năm ở nhân gian. Ngươi ở trên cửu thiên một ngày thì tương đương với một tháng ở Đại Lục Thương Lam, mà ngươi lại buộc phải quay về trước khi mộ rồng mở ra. Vậy nên ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở cửu thiên 84 ngày. Ngoài ra, sự rộng lớn của cửu thiên hơn xa Thương Lam. Nếu vận may không tốt, truyền tống tới vùng đất Quang Du, vậy ngươi không chỉ sẽ không thu hoạch được gì, còn có khả năng trực tiếp hồn phi phách tán. Không thể chắc chắn địa điểm truyền tống sao? Không sai. Thất diện tiền bối, vậy thì làm phiền ngài truyền thụ tâm pháp đó cho ta được. Bất luận cơ hội có mong manh như nào, tóm lại phải thử không phải sao? Dù sao không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp đây? Được. Đây chính là môn tâm pháp đó. Mài pháp, ngươi không nhìn nhầm người. Vậy thì chuyện Thí Long Diệt Đạo Chu Tiên Thương làm phiền các vị tiền bối. Khoảng thời gian này, ta muốn vừa học tâm pháp, vừa quay về Đông Châu một chuyến thăm người thân. Lần tạm biệt này không biết tới bao giờ mới gặp lại, xin các vị lượng thứ cho tâm tư đi của ta. Cái này có gì đâu, người muốn đi thì đi thôi. Phải đó. Vậy tới rồi đi trước nha. Đoạn Thiên đạo hữu, vậy chúng ta cũng rời đi thôi. Chờ đã. Nữ đế bệ hạ. Lời Hàn Nguyên thì không cần nói, ta đến đây là muốn nói cho các ngươi nghe. Khi cuộc chiến tranh đoạt thần cách kết thúc, chân thân của ta sẽ giáng lâm Thương Lam. Cái gì? Chọn 8.000 năm qua đi, không biết cô của bây giờ đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Đến lúc đó, Nam Thiên Môn, Thần Bản, Đế Bản và Thương Lam Thiên Thần
Đại sĩ nhân cơ hội này ra tay với Tần Nam, tam sinh kiếp của ta cũng sẽ tới. Vì để tránh sinh linh trên đại lục Thương Lam đồ thán, cũng vì để tìm một nơi độ kiếp thay cho Tần Nam, ta cần các người bắt đầu từ bây giờ tu luyện một môn pháp ấn. Xin nữ đế bệ hạ nói cụ thể, rốt cuộc là pháp ấn gì chứ? Trong thất diệu phi tiên kiếm núi không tên. Ngươi đặc biệt tiến vào không gian quyền thần chính là để mang thứ này ra ngoài sao? Ừ, ta tiếp theo phải làm một chuyện rất quan trọng, xin tiền bối hộ pháp cho ta nha. Đơn giản, đơn giản. Giang Bích Lan, bây giờ ta chuyện cho cô bản nguyên đế lực nha. Cô nhất định phải vượt qua ải này, cảm ngộ đạo tứ vong. Bản nguyên đế lực, nghe lời của ta nè. Ngưng! Bên trong thủy tinh tử vong. Tường Nam. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.